Hello và xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là Dũng Cờ và chào mừng quay trở lại với Giả Lập Loài Ong Bi Simulator. Thì tập trước chúng ta đang đi kiếm nhụy hoa mang về tổ để làm mật. Và khi về tổ thì chúng ta gặp một đống người tự nhận là tiều phu, được phái đến bởi binh đoàn Denbow đến cưa tổ chúng ta. Thì chúng ta sẽ cần phải có hai việc trong tập này. Đầu tiên là chúng ta cần phải tìm cách đối phó với họ, và thứ hai, điều quan trọng hơn và cần phải làm trước, đó là mùa đông nó sắp tới và chúng ta cần phải kiếm phấn hoa về làm mật để giữ chữ cho mùa đông này. Và mùa đông năm nay chúng ta sẽ cần phải kiếm một loài hoa gọi là hoa cực hiếm, hoa epic. Và để kiếm được cái loài hoa đó ấy, thì chúng ta sẽ cần phải đến thư viện loài ong để tìm hiểu xem hoa đó mọc ở đâu. Thì bây giờ hãy cùng làm điều đó để xem thư viện loài ong nó ở phía đằng nào. Ở trên này à? Ok, lên đây xem nào. Hello. À, thư viện loài ong phải chui vào trong này à? Wow, mình không nghĩ là cái tổ ong nó lại lằng nhằng, nó nhiều lỗ như thế này cơ. Còn nấm nủng các thứ này, nấm này ăn vào có phê không ta? Dễ phê lắm này. Đây rồi, đây thư viện loài ong các bạn ạ. Ong đọc sách, mạng nhện này. Mình tưởng là nhện nó ăn thịt ong nhỉ? Lạ ta. Ok, đây rồi. Như vậy là đến thư viện này mình có thể tìm được các vị trí và hành vi các loài hoa để có thể kiếm được cái loài hoa đó trong tự nhiên. À hả. Ok, để lên đây xem nào. À, thư viện đây. Ồ, như vậy là những hiểu biết của các dòng họ ong là tập trung hết đây này. Các bạn nhìn này, đó tất cả mọi thứ luôn. Có cái chữ start kia. Ok, mình ra đây xem nào. Đây là thứ mình cần. À, loài hoa này. Ok, như vậy là đây là một vị trí để mình có thể kiếm được cái loại hoa cực hiếm đó. Rồi hãy bay ra ngoài kia xem nào. Và như thường lệ là nếu các bạn vẫn thích tựa game này, đừng quên để lại một like và subscribe channel của mình. Mình có xem cái thống kê ấy, thì khoảng 70% các bạn xem video của mình không subscribe. Vậy nên hãy cố gắng subscribe, tại vì là nó miễn phí mà các bạn. Hãy subscribe để mình có thêm cơ hội làm những video khác nhé. Ok. Rồi đầu tiên là hãy bay ra ngoài kia nào. Đấy. Và chúng ta sẽ đi ra ngoài thế giới bê tông này. Ồ, gặp một ông bà già. Lại đây, để bà nói cho cháu điều này. Như vậy là gặp ông lão. Hello ông lão. Bây giờ là mình sẽ đến chỗ ông lão để xem bà nói cái gì. Cháu đang tìm loài phấn hoa siêu hiếm có đúng không? Cháu nên thử tìm kiếm ở trong vườn thú. Ở đó có một cô nàng rất tuyệt vời với những bông hoa cực kỳ ngon lành. Ta sẽ nhảy để cho cháu thấy nơi nào cần đến. À, tức là ong giao tiếp với nhau bằng điệu nhảy à? Kiểu nhảy là có thể chỉ được cho nhau à? Chứ không phải nói chuyện à? Thế nãy giờ nó nói bằng tiếng Anh mà. Ok. Ong nói bằng tiếng Anh nhưng cuối cùng là phải nhảy với nhau để hiểu được. Ok, nhảy vòng vòng. Ơ, mình nhảy vòng vòng kiểu gì? À, nhảy vòng như này. Ok, đúng rồi. Ok, nhảy xa, nhảy lên. À, lambada, lambada, thích nhảy lambada. Rồi, một điệu thôi là xong. Ok. Này, lên, sang, xuống. Trời, easy game. Yes, đúng là ông khá bảnh ở khác. Rồi, bây giờ là mình sẽ cần phải đến cái vườn thú. À, và có cả hệ thống thử thách các bạn ạ. Tức là chúng ta sẽ hoàn thành những thử thách thì chúng ta sẽ tăng được cái điểm thông thái của mình để tăng được kỹ năng ấy. Đó, nó sẽ phân ra là có màu xanh nước biển tức là mình đua này, màu hồng tức là mình nhảy này, màu đỏ tức là mình đánh nhau này, màu cam là đốt những cái đứa bắt nạt, và màu xanh là cây tức là mình nhặt những cái loại phấn hoa. Và khi mà mình hoàn thành cái nhiệm vụ này thì mình sẽ tăng được điểm thông thái. Hay phết. Như vậy là mặc dù là ong nhưng mà có rất là nhiều thứ hay ho liên quan đến kỹ năng của nó và cần phải luyện tập khá là nhiều, như là màu đỏ này. Màu đỏ là cái gì mình quên mất rồi. Thử làm nhiệm vụ màu đỏ xem sao. Có nhận không? Ok, thử phát. Xem nhiệm vụ màu đỏ là cái gì. À, như vậy là màu đỏ là chiến tranh với lại là bọn ong bắp cày. Ok. Ồ, bọn ong bắp cày này nó đã chiếm cái cây này và nó chiếm cái khu này, nó sẽ đốt tất cả mọi người lại gần và mình cần phải xử lý nó. Ok, nào, thích xử lý không? Ồ, chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Nó chém được mình hai phát rồi. Định mệnh, chết rồi. Vỡ mồm rồi. Ok, ok. Nào, tấn công. Block, tấn công, block. Đó. Cần phải chọn đúng như kiểu là audition các bạn ạ. Thì mới ăn được. Cố lên nào, cố lên nào. Chê, 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 chê. À, thôi. Ok, nào. Sáu tư máu, còn tí thôi. Nó còn nửa máu thôi. Ui, tấn công 3 lần. Tấn công, tấn công. Yes, perfect. 28 máu thôi các bạn ạ. Ok. Block. Tấn công. Tấn công, ăn được không? 16 máu. 4 máu, một quả nữa. Cố lên nào, đây, phải tấn công. Đây, kết liễu. Kết liễu, yes.
Ăn rồi, này thì ông bóp cầy ngu người. Yes. Ok. Chạy đi, cố lên, chạy đi, bye. Làm sao mà có thể làm được vậy? Nhưng bọn tao sẽ quay trở lại. Ok. Ăn rồi các bạn ạ. Ăn rồi. Thôi, bỏ qua những cái nhiệm vụ và thử thách đấy, chúng ta sẽ cần phải đi đến cái khu vực mà mình cần, đó là cái khu vực sở thú đã. Từ nãy giờ là mình đang trong một cái khu kiểu bảo tồn thiên nhiên ấy. Ô. Ê! Đây là con gì đây? Con linh cẩu à hay con gì đây? Con chó à? Ủa, sở thú này nuôi cả chó các bạn ạ. Cậu vàng. À đây. Đây là con tuần lộc à? Ở đây có phải con tuần lộc hoặc là con hươu gì đó, hay là con nai vàng ngơ ngác đạp chết bác thợ săn. Mình không biết nữa. Hãy cùng đi qua đây, đi qua cái chỗ khu này. Đây, sở thú đây rồi. Khu vực này hả? Như vậy là những người này là những người đến thăm sở thú. Ê, lợn rừng kìa. Hoặc là lợn nhà. Tức là mình bảo là mày béo như con lợn đấy. Ồ, sở thú nuôi cả gà. Vãi cả linh hồn. Chịu thua luôn ạ. Tôi chịu. Rồi, vào chỗ sở thú là thế nào? Đây. À, và vào khu vực này, nếu mình gặp những con vật mới thì mình có thể học hỏi về nó và tìm hiểu thông tin về nó. Hello, Mr. Gà. Ôi, nó sợ ạ. Chích phát. Wow. Chà. Hello, lợn. Ui, lợn nhà này. To thế nhở. Béo dã man, con này phải được khoảng chục cân ý. Mười mấy cân, xe lộ đít à. Ui, trời ơi. Ok, thôi, mình đi qua đây đây. Nơi này thật là tuyệt đẹp. Có rất là nhiều con vật và con người. Nhưng mà mình cần phải tập trung và tìm cái loại hoa mà mình cần. À, như vậy là mình sẽ cần phải tìm cái bà bán hoa. Tại vì là trên tay bà bán hoa có những cái loại hoa mà mình cần. Đó là những loại hoa siêu hiếm. Ok, xem nào. Bà bán hoa, mày sẽ thành mục tiêu tiếp theo của tao. Mày sẽ phải chết. Where are you, bà bán hoa? Where are you, bà bán hoa ơi? Bà ở đây rồi các bạn ạ. Như vậy, đây rồi. Tầm nhìn của ông, cỗ máy sát thủ đã tìm được mục tiêu. Chúng tôi chuẩn bị kích hoạt bộ tấn công. Đây rồi. Bà có ánh mình không ta? Không đúng không? Đây. Yeah, một cái. Yeah, được rồi. Như vậy là còn gì nữa không? Yeah, ngon quá. Hàng ngon. Nhưng mà mình cần nhiều hơn. Xung quanh đây có những con ong khác. Liệu họ có thể chỉ cho mình cái đường để đi đến cái nơi cần thiết không? Ok, như vậy là mình cần tìm những con ong khác. Ok, con ong khác ở phía đằng kia, xa phết. Này, cậu có biết những bông hoa hiếm có ở đâu không? Được thôi, nhưng mà muốn đua không? Nếu mà cậu bắt được tôi thì tôi sẽ chỉ cho cậu. Má, ok, như vậy là mình cần phải đuổi theo con này. Mày thách nhầm người rồi. Mày không biết tao là em trai của Armstrong à? Tao đua được mấy vòng xung quanh nước Pháp rồi đấy. Tour de sở ong. Rồi, bắt đầu rồi. Yes. Ok. Rồi, nó đã chỉ cho mình một cái khu vực có hoa ở chỗ khác. Cảm ơn cậu, dù cậu khiến tôi tốn sức vách cả linh hồn. Nhưng thôi, cảm ơn cậu vì cậu đã giúp tớ tìm được khu vực mà tớ cần tìm. Rồi, let's go. Mày qua nhờ của chú ong vàng vàng đó mà chỉ cho mình cái khu vực tiếp theo để mình kiếm được cái phấn hoa hiếm. Nó trong cái khu vực này là cái gì đây? Tropic zone. Hả? Là sao? Khu vực cây cảnh. Wow, vườn bách thảo. Holy cow, man. Được đấy. Lực của nó, hay đấy. Vào đây. Trời ơi, rất nhiều người ở đây. Họ ngắm hoa nè. Bây giờ mình sẽ bấm số 1 để mình bật cái chế độ nhìn ong ra và kiếm những bông hoa màu đỏ như thế này. Đó. Ồ, lá đây. 2 bông. 3 bông. 4 bông. Mình cần tổng cộng là 5 bông con ạ. Đó, và một bông nữa ở phía nào đây? Kia mình thấy có một cái bông màu đỏ đỏ kia rồi. Đây rồi. Bông cuối cùng. Oh god. Đâm. Đâu bông này, khó nhìn thế. Khó nhìn thế. Rồi. Rồi, xong. Như vậy là mình đã kiếm được và mình đã kiếm được đủ số mà phấn hoa hiếm mình yêu cầu chưa? Mình nghĩ là đủ rồi. Và mình có thể yêu cầu đủ rồi đấy. Giờ mình đi quanh đây và mình xem những con người này. Xung quanh đây là toàn là chim với ong. À,
con này con vẹt các bạn ạ. Nó ăn không ta? Hello. Làm nhát không? Làm miếng. Ui rồi chị, thịt chị ngon lắm, chị bay nhiều lắm, thịt chắc lắm này. Đâu miếng? Làm miếng. Không. Ok thôi mình bay qua chỗ kia đi. Bay về chỗ mình cần bay. Oh, mình bò được trên mái nhà các bạn ạ. Như này. Đáng yêu bác hồn như này. Đó, mình để bò được. Uầy, mình như là kiểu con ve chó các bạn ạ. Hay vậy. Trời đất. Không phải tin là mình để bò được à. Như vậy là cái vị trí của mình đến ở đây rồi. Trong phòng chứa cúp. Đây hả? À, về tổ. Ok, như vậy là trong tổ sẽ có cái phòng chứa cúp. Chứ rồi, có điều gì đã xảy ra với cái cây của mình? Trời ơi, con người đã cắt đi vài cành của cái cây này. Nó cắt nhanh vậy? Cắt lúc nào vậy, kinh vậy? Đỉnh, được. Mày khốn nạn thật. Như vậy là nó nhân lúc mà mình không để ý, nó cắt bớt cành của mình. Láo thế. Thôi, việc đầu tiên cứ là đến cái phòng chứa cúp đã. Hoàn thành xong nhiệm vụ này rồi làm gì thì làm. Đây, phòng chứa cúp ở bên trong này. Đây rồi. À, như vậy là ở trong cái phòng chứa cúp này là mình có thể mở khóa được một số các hành vi của động vật và một số sự hiểu biết của mình. Là thế nào nhỉ? À, và mình có thể xem được ở đây. Wow, và thông tin của nó ở đây luôn. Xem trong định dạng 3D. Wow, vãi cả linh hồn, đẹp vãi. Trời, đỉnh ạ. Được. Và biết những cái thông tin này thì mình đánh nó dễ hơn là mình chắc mình nghĩ là như vậy. Ok. Đẹp ghê. Wow, nó có cả cái tượng luôn đây này. Hay phết. Ok, thì có lẽ là mình sẽ tạm dừng tập này đây. Và hẹn gặp lại các bạn vào tập sau. Nếu thích tập này các bạn đừng quên để lại một like và subscribe của mình. Và nút chuông của mình ra những video tiếp theo. Mình giữ cơ. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.